Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt Nam sang Anh ra đi bằng mọi ngả, ở lại bằng mọi giá. Thảm kịch 27 người chết đuối ngoài khơi Calais do thuyền bị đắm khi tìm cách vượt biển vào Anh hôm 24 tháng 11. Trong đó có phụ nữ, ba bầu và trẻ em một lần nữa lại làm rung động lương tâm thế giới về nạn buôn lậu người, nạn nhập cư lậu và bi kịch của những người sẵn sàng liều chết rời bỏ quê hương ra đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở các nước khác. Từ nhiều năm nay, các nước châu Âu đã phải đối phó với tình trạng nhập cư lậu, trong đó Vương quốc Anh được nhiều người di dân bất chấp nguy hiểm tìm đến. Dung thuyền nhỏ, thuyền cao su vượt qua eo biển hẹp giữa English, tức là nước Anh, và nước Pháp là một trong những cách mà những kẻ buôn lậu người sử dụng để đưa người nhập cư lậu vào nước Anh. Còn đối với người Việt Nam, thảm kịch này gợi nhớ đến thảm kịch năm trước với 39 đồng bào người Việt chết trong container đông lạnh tại một khu công nghiệp ở Christchurch, London vào ngày 23 tháng 10 năm 2019, cũng đang trong hành trình tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh. Đây là hình ảnh di dân, trong đó có phụ nữ và trẻ em, được cứu sống trong vụ chìm tàu hôm 24 tháng 11, khiến 27 người chết khi vượt biển sang Anh từ Pháp qua eo biển Manche. Ngoài con đường xuất khẩu lao động, sau này người lao động Việt Nam lũ lượt rủ nhau tìm đường đi lao động chui. Các tổ chức buôn lậu người, trong đó có cả người Việt Nam tham gia hoặc cầm đầu, ngày càng hoạt động tinh vi. Mức độ, quy mô với những đường dây nối dài từ Nga hay Trung Quốc sang các nước châu Âu. Từ 5-7 năm trước, nước Anh và thế giới đã được biết đến với những câu chuyện bi thảm về người dơm, tức là người nhập cư lậu. Những con người đã phải trải qua những hành trình dài gian khổ, nguy hiểm rồi ăn trực nằm chờ ở trong những khu rừng của thành phố cảng Calais, Pháp trước khi tìm đường vào nước Anh. Chính phủ Pháp đã cố gắng càn quét dọn dẹp khu vực này vào tháng 10 năm 2016, nhưng cho đến giờ vẫn có những lán trại người Việt và người nước khác tìm cách nhập cư lậu vào Anh đang cắm trại ở đây. Sau thảm kịch chết người trong container, người Việt Nam vẫn tiếp tục tìm đường nhập cư lậu vào Anh. Theo tờ báo Telegraph vào hồi tháng 8 năm 2021 có bài Người Việt di cư góp phần đẩy tỷ lệ người Việt vào kênh cao kỷ lục. Sau vụ 39 người chết, các tuyến đường quen thuộc đã bị kiểm soát gắt cao hơn. Các băng đảng người Việt có mạng lưới buôn người mở rộng khắp châu Âu được cho là chuyển từ xe tải sang các chuyến hành trình bằng ô tô nhằm tránh bị phát hiện. Hoặc họ cho người nhập cư lậu đi bằng thuyền bơm hơi. Số liệu của Hội đồng Di dân Anh cho biết, trong top 10 quốc gia có số người đến Anh bằng thuyền nhỏ từ tháng 1 năm 2020 cho đến tháng 5 năm 2021. Việt Nam ở đứng thứ 5 sau Iran, Iraq, Sudan, Syria. Và tại sao nhiều người Việt vẫn muốn đến nước Anh đến như vậy? Không rõ lý do của các sắc tộc khác nhưng họ quyết định muốn đến Anh, ngay cả khi được Pháp và các quốc gia châu Âu khác cung cấp nơi an toàn hơn để xin tị nạn là gì? Đây là hình ảnh một tiệm nail của người Việt ở Mỹ. Nhưng với người Việt, việc lựa chọn Anh ngoài yếu tố ngôn ngữ tiếng Anh dù khó vẫn phần nào quen thuộc và tương đối dễ học với người tiếng Việt hơn là tiếng Pháp, tiếng Đức, các thứ tiếng Đông Âu hoặc Bắc Âu, thì là việc tìm việc làm chui, tức là cho người quen dễ hơn so với các quốc gia Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, vân vân. Dân số chỉ có chừng 5-8 triệu, thị trường lao động nhỏ, người nhập cư khó tìm việc làm, một phần cũng phải vì vượt qua rào cản ngôn ngữ, phần khác là các ngành kinh doanh, dịch vụ, tư nhân nhỏ cũng không phát triển. Trong khi đó ở Anh, dân số tới 66-67 triệu người, thị trường kinh doanh buôn bán nhỏ tràn lan như nấm, và chưa kể thị trường lao động chui. Và người nhập cư như vậy mà dễ tìm việc hơn rất nhiều. Cũng cần phải thấy rằng những quốc gia nào mà cộng đồng người Việt đông đảo, làm ăn nhiều như Anh, Đức, Ba Lan, Séc thì càng thu hút đồng bào trong nước tìm đến vì họ có thể tìm việc làm cho người Việt không cần học ngôn ngữ. Không hiếm người sống ở Anh nhiều năm, thậm chí đến 30 năm nhưng vẫn không sử dụng được tiếng Anh ở mức độ đơn giản. Và câu hỏi vì sao nhiều người Việt Nam làm ngành nail và khi kinh doanh nghề nail ở Anh cũng như hơn nhiều nước khác, cùng với một số người giỏi ngoại ngữ, làm nail là một nghề không nặng nhọc, lại dễ học, dễ làm, không cần phải sử dụng ngôn ngữ nhiều, học bằng thực tế, không cần phải lý thuyết. Trong khi đó, nếu học nghề, uốn tóc, cắt tóc, thời gian kéo dài từ 1 đến 2 năm, học và thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Học trang điểm, massage hay chăm sóc da, cái gì cũng có phần lý thuyết. Thi lấy giấy chứng nhận
hoặc có bằng mới làm được. Cũng không có nhiều người chủ Việt Nam kinh doanh mở tiệm làm tóc hay làm đẹp, vì nhiều người trong số họ cũng không giỏi tiếng Anh, không điều khiển được thợ bản xứ, nên tốt nhất cứ mở tiệm nail, thuê người Việt Nam đến làm. Đây là hình ảnh 39 người Việt chết trong thùng container đông lạnh ở Anh chỉ vì muốn đến nước Anh để mưu sinh. Báo chí trong nước từng có những bài viết về mặt tối của thị trường làm móng tay của người Việt ở Anh, rằng thợ Việt Nam bị trả lương rất thấp, vài chục bảng một tuần, sống chen chúc trong những căn nhà chật hẹp, lao động 6 ngày thì mỗi tuần, mỗi ngày có khi làm đến 10 tiếng như nô lệ. Nhưng thực tế là những cảnh tượng đó nếu có chắc là rất hiếm, và cũng khẳng định là người Việt làm Nam làm việc neo tại Anh kiếm sống rất khá. Một thợ làm nai người Việt Nam tùy theo tay nghề, kinh nghiệm sẽ được trả lương từ 1.800 cho đến 2.800, thậm chí 3.000 bảng mỗi tháng trước thuế. Mức lương này phải nói là quá cao nếu so với nhiều người có bằng đại học, đi làm công chức cũng chỉ chừng từ 1.800 đến 2.000 mỗi tháng trước thuế. Nếu như mặt tối là người Việt Nam nổi tiếng với nghề nai trên các tiệm neo thì người Việt thường là nông khách, nhưng mặt khác cũng kinh doanh, cũng tìm biết đủ cách để lách thuế, để có thể có lời, mà chuyện này thì không chỉ có người Việt Nam. Các đồng nghiệp nhập cư đến từ các quốc gia đang phát triển khác cũng như vậy. Bên cạnh các tiệm nail, người Việt Nam làm ăn hoàn toàn đúng luật. Một số tiệm nail và thợ Việt Nam đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Anh và các tổ chức nhân quyền, vì họ biết người Việt Nam mở tiệm nail thường tìm cách để lách thuế và sử dụng một số thợ không có giấy phép lao động ở Anh. Đây là những việc mà theo luật pháp của Anh là bất hợp pháp và bóc lột sức lao động. Nhưng với người Việt Nam, cho dù có phải ở chật chội, làm nhiều giờ, ngày chủ nhật còn lại chỉ dành để giặt giũ, dọn dẹp và ngủ, thì mức lương đó vẫn là quá tuyệt vời. Đây là hình ảnh một cơ xưởng nơi người Việt Nam trồng cần sa bị cảnh sát Anh phát hiện. Đó là lý do tại sao nhiều người Việt Nam tìm đến Anh và nhiều quốc gia phát triển có cộng đồng đang là ăn nên làm ra khác, bất chấp cái giá phải trả không chỉ bằng hàng chục ngàn bảng mà có khi bằng cả tính mạng của mình. Và cũng không ít trường hợp họ bị rơi vào tay bọn buôn người, bị bán vào trại trồng cần sa hoặc buôn bán tình dục ở Anh. Điều này cũng xảy ra với người Việt nhập cư lậu ở một số quốc gia khác, từ Malaysia cho đến Đông Âu. Và người Việt Nam cũng tìm mọi cách để ở lại. Tìm mọi cách để ra đi, nhiều người Việt Nam cũng tìm mọi cách để ở lại Anh và một số nước châu Âu khác. Nếu không có đủ điều kiện để ở lại một cách hợp pháp, người ta sẽ chạy để có thể ở lại một cách bất hợp pháp. Ví dụ như bỏ tiền ra để làm giấy tờ kết hôn giả, bỏ tiền ra để thuê một ông bố có quốc tịch nước ngoài để làm giấy khai sinh cho đứa con sinh ra ở nước ngoài, khai là nạn nhân bị buôn người để được tị nạn nhân đạo, thậm chí khai là nhà hoạt động dân chủ bị nhà nước Cộng sản Việt Nam truy lùng gây khó khăn nên xin tị nạn chính trị, vân vân. Ở Anh này chẳng hạn, có nhiều trường hợp các cô gái Việt Nam của Anh làm việc chưa có giấy tờ chính thức nhưng vẫn mang bầu sinh con, được chăm sóc y tế trong điều kiện rất tốt. Người ta có thể thắc mắc tại sao đang đi làm thuê, đời sống bấp bênh, giấy tờ chưa có mà còn sinh con làm gì cho khổ. Sau đó mới biết, nhiều người sinh con xong sẽ tìm cách khai sinh cho con với một người có quốc tịch Anh, để đứa trẻ sinh ra sẽ có quốc tịch Anh. Cứ người này làm trước rồi vẽ đường cho người sau làm tiếp. Đây là hình ảnh các lao động Việt Nam ở Ả Rập Xê Út kêu cứu trong cơn đại dịch. Cô nào sinh con cũng có một kịch bản như nhau, là mẹ đơn thân, ông bố của đứa trẻ chỉ đứng tên hay nhận con trên khai sinh, còn mọi việc là người mẹ phải tự lo, nên các nhân viên xã hội lại động lòng, trắc ẩn. Mới đây vào ngày 14 tháng 9 ở Đức, cảnh sát Berlin đã phá được một đường dây nhận cha giả cho các phụ nữ Việt Nam có mang bầu để họ được quyền lưu trú tại Đức. Một kịch bản giống nhau nữa là khai mình là nạn nhân của một đường dây buôn người. Nhưng một người Việt Nam sống ở Anh lâu năm từng nói với người viết bài này rằng chỉ có khoảng 1% thực sự là nạn nhân buôn người, còn lại toàn tự nguyện bỏ tiền sang đi làm chui. Nhưng khai như vậy để xin tị nạn nhân đạo. Có những người đi làm phiên dịch thì nói rằng trong bao nhiêu trường hợp, chỉ có 1-2 trường hợp có vẻ là nạn nhân buôn người thật, có dấu hiệu bị đánh đập và kể cả bị ảnh hưởng về sức khỏe, thần kinh. Việc khai là nhà hoạt động dân chủ cũng thế, không phải không có một số trường hợp khi ở Việt Nam người đó không hề có bất cứ hoạt động gì phản kháng lại nhà cầm quyền. Nhưng sau khi đặt chân đến đất nước khác thì khai là bị nhà nước Việt Nam truy cùng, giết tận. Nếu về sẽ bị cầm tù, bị giết, đi kèm theo là những bằng chứng ngụy tạo cách này, cách khác. Có những người lên tiếng chỉ trích những người tìm cách nhập cư lậu, cho rằng họ tham tiền nên mới đi và họ chưa chắc đã nghèo khổ
bởi nếu nghèo đã không có hàng chục ngàn bảng Anh để trả cho bọn buôn lậu người như thế. Nhưng thật ra chỉ trích như vậy cũng không công bằng, chẳng ai muốn liều mình ra đi, sống và liều nghiệp vất vả, cực nhọc ở xứ người nếu như có thể sống tốt ở Việt Nam. Và số tiền đó thường là họ phải vay mượn lãi suất cao hoặc cầm cố sổ đỏ, bán đất vân vân và đi làm quần quật nhiều năm sau mới trả nổi. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vợ thượng tá chống buôn lậu bị bắt về tội buôn lậu. Vụ án được phát hiện nghe có vẻ ngược đời. Vụ lãnh đạo công an chống buôn lậu lại bị bắt về tội đi buôn lậu. Nhưng việc này dường như đã rất phổ biến ở Việt Nam từ rất lâu. Mới đây, 11 tướng tá cảnh sát biển lại có vấn đề trong việc chống hàng lậu và tiếp tay cho buôn lậu trên biển, nên đã bị kỷ luật hàng loạt. Hay quan chức của ngành y tế lại cho nhập khẩu và lưu hành thuốc chữa ung thư giả, bán cho người bệnh với giá cắt cổ. Cũng như trường hợp tướng công an phòng chống tội phạm công nghệ cao lại bảo kê cho tổ chức đánh bạc trên mạng, thu hàng ngàn tỷ đồng. Bà Trần Thị Vàng, vợ của thượng tá Hoàng Văn Nam, phó trưởng phòng chống buôn ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, bị bắt giữ vào hôm 23 tháng 11 năm 2021 để điều tra về hành vi đi buôn lậu. Theo thông tin từ báo chí, hôm 27 tháng 2, Tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh An Giang đã kiểm tra hành chính 3 ngôi nhà liên quan đến vợ chồng Thượng tá Hoàng Văn Nam và phát hiện hơn 1.140 sản phẩm và hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ. Đây là hình ảnh 1,3 tấn hàng lậu trong 3 căn nhà liên quan đến Thượng tá biên phòng Hoàng Văn Nam. Qua điều tra, một căn nhà do bà Trần Thị Dũng là chị gái của Thượng tá Nam làm chủ, hai căn nhà còn lại do bà Vàng, vợ Thượng tá Nam làm chủ. Bà Trần Thị Dũng khi đó tự nhận là chủ sở hữu toàn bộ số hàng hóa kể trên và cho biết đã gửi nhờ, trong khi một người khác tên là Lê Văn Lên cho biết thuê một căn nhà số 142 của vợ chồng ông Nam để ở và thu mua phế liệu, sửa chữa điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng nhưng không có hợp đồng thuê nhà. Trả lời báo chí khi vụ việc được lan truyền vào hồi tháng 3, Thượng tá Hoàng Văn Nam khẳng định ông không hề hay biết mấy tấn hàng không có giấy tờ trong nhà mình do đang được cử đi học, đồng thời cho biết vừa trách vợ xong, ông Nam sau đó cũng bị kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng vì để xảy ra dư luận không tốt. Đến ngày 30 tháng 7, thì cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Châu Đốc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn lậu xảy ra tại 3 căn nhà nêu trên, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Dũng và Lê Văn Lên về tội buôn lậu. Báo chí cũng đồng loạt đăng tin, nghe có vẻ như công an An Giang rất quyết liệt chống tội phạm. Tuy nhiên, ít người quan tâm điều bất thường ở đây là cơ quan điều tra đã dường như có vẻ để ngỏ vụ việc mà không khởi tố vụ án suốt 5 tháng sau khi phát hiện. Chỉ có một quyết định được đưa ra là cảnh cáo về mặt đảng đối với Thượng tá Hoàng Văn Nam sau hơn 3 tuần. Trong khi số lượng hàng lậu đã được chốt ngay từ đầu rõ ràng đã đủ dấu hiệu để khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra lại không làm. Có lẽ họ nhờ ý đảng có muốn khui tiếp ở ông nhọt này hay không, nên họ muốn chờ cho những người vi phạm có thêm thời gian để trung trì chạy trọt. Đây là hình ảnh công an tỉnh An Giang đọc lệnh bắt bị can Trần Thị Vàng, tức là vợ thượng tá biên phòng, liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra trước đó 9 tháng. Với số lượng hàng lậu quá lớn như vậy, không thể không thấy, nên bản thân ông thượng tá Hoàng Văn Nam cũng thú nhận là có biết và la dạy vợ. Như vậy, ngay từ đầu đã có sự vi phạm cố ý của bà Trần Thị Vàng, vợ ông Hoàng Văn Nam. Thế nhưng, mãi đến hôm 23 tháng 11 mới bắt giữ bà Vàng, tức là gần 9 tháng sau khi phát hiện ra vụ việc. Chưa hết, theo lời thú nhận của ông chồng bà là Thượng tá Hoàng Văn Nam, thì ông ấy đã biết và có la dạy bà vợ. Chính chi tiết này cho thấy rằng không thể tin vào lời ông nói là chỉ la dạy vợ, mà với tư duy của cán bộ điều tra bắt buộc phải nghi ngờ rằng chính ông Thượng tá, phó phòng chống ma túy và tội phạm này là đồng phạm với vợ và chị gái của vợ. Tất nhiên, dưới góc nhìn của những người giới bình luận thì đương nhiên phải nghi ngờ chính ông Thượng tá công an này đã tổ chức và bảo kê buôn lậu cho gia đình của mình. Xét dưới góc độ xử lý hình sự thì sự chậm trễ khởi tố vụ án là bởi vì ông Hoàng Văn Nam là cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và từng là những người con ưu tú, là hạt giống đỏ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nên khi xảy ra chuyện gì thì cơ quan điều tra mới có thể để yên đến 9 tháng mới chính thức ra tay bắt giam bà Trần Thị Vàng.
Cũng mới đây, vụ ông bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn rõ ràng là có hiếp dâm nữ nhân viên dưới quyền, thì báo chí còn dẫn chiếu việc cơ quan điều tra đã chỉ đạo người phụ nữ là nạn nhân để yên đừng tắm rửa, để điều tra ngay trong đêm và có lẽ xem xét và đi xét nghiệm tinh dịch này gì đó, và đó là kết luận như vậy. Đây là hình ảnh ông bí thư huyện Cô Tô Lê Hùng Sơn. Hơn nữa, cũng có báo chí cho biết là cơ quan công an có trích xuất camera để xem xét cụ thể rồi mới công bố cho báo chí và tạm đình chỉ công tác kẻ hiếp dâm là ông bí thư Lê Hùng Sơn. Như vậy là ông Lê Hùng Sơn rõ ràng là có hành vi hiếp dâm, và đây là một tội phạm hình sự có lẽ phải điều tra, truy tố, xét xử. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án. Vụ án ngược đời như buôn lậu thì lại nằm trong nhà các quan chức chống buôn lậu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng được mạng xã hội quan tâm với nhiều bình luận đầy bức xúc. Một băng đảng đẻ ngược nên toàn làm những chuyện ngược đời. Nói một đằng làm một nẻo, càng rao giảng đạo đức thì càng mất hết nhân phẩm. Đạo đức, Bộ Y tế thì bảo lãnh người nhà buôn thuốc giả, Bộ Tài nguyên Môi trường thì rút ruột tài nguyên, tàn phá môi trường. Tòa án, công an là hai cơ quan bảo vệ pháp luật và công lý, nhưng hai cơ quan này lại vi phạm pháp luật nhiều nhất. Bộ Giáo dục thì mất giáo dục. Tóm lại, khi tiêu chuẩn đạo đức bị phá bỏ thì xã hội sẽ xa đọa, đảo lộn. Khi kẻ gian ác bất tài cai trị đất nước sẽ ngày càng lụn bại. Facebook Thiên Trang đã bày tỏ thái độ của mình như vậy. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi đó đã thăm hỏi các tướng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Facebook Lan Quỳnh thì viết như sau. Nói chung, tất cả các ngành đều lợi dụng danh nghĩa nhà nước để làm giàu cho bản thân thôi. Chỉ có dân làm ăn, mưu sinh bên ngoài là khốn khổ, mà kiếm được một miếng thì phải chia 5 xẻ 7 vẫn không yên thân. Về chuyện lãnh đạo chống buôn lậu, có vợ đi buôn lậu, nghe rất nghịch lý, nhưng ở Việt Nam lại có vẻ bình thường. Chuyện chính là kiểm lâm là kẻ phá rừng, ăn cắp gỗ rừng thì hầu như ai cũng đã biết. Rồi người lãnh đạo cơ quan chống tham nhũng lại là người tham nhũng. Chuyện dễ thấy nhất như Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền được nêu tên có 2 căn siêu biệt thự trị giá hàng trăm tỷ đồng, khiến dư luận trầm trồ, xôn xao suốt một thời gian rất dài. Tuy nhiên, lương của ông cũng không đáng bao nhiêu, không thể xây được những căn biệt phủ như vậy nếu không tham nhũng. Hay một biệt phủ tại Yên Bái là của gia đình ông quan chức lớn nhất tỉnh về đất đai là Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái Phạm Sĩ Quý. Dư luận cũng liên tục trầm trồ, xôn xao, nhưng giờ đây mọi việc đã được hợp thức hóa và chìm xuống. Rồi vụ ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Truyền thông Trương Minh Tuấn viết sách phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhưng chính ông lại nhận hối lộ và đi tù vì vấn đề này. Đây là hình ảnh hai tướng công an bảo kê cho đường dây đánh bạc thu về 10.000 tỷ đồng chỉ sau 2 năm hoạt động. Dư luận còn đang bức xúc có quan chức cấp Thứ trưởng, Bộ trưởng Y tế do có vấn đề đã làm ngơ hoặc tiếp tay cho nhập khẩu thuốc chữa bệnh ung thư giả, gây ra cái chết cho bao nhiêu bệnh nhân trong nước từ Bắc đến Nam. Tương tự cũng là vụ đánh bạc nghìn tỷ được chính hai vụ tướng công an có thẩm quyền quản lý lĩnh vực này là Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh và tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50, bảo kê và chia chác với nhau. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát chống tội phạm công nghệ cao C50 đã cùng với Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Phát triển An ninh Công nghệ cao CNC, ký bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh với mức chia lợi nhuận là 80 cho CNC và 20% cho C50. Tướng Phan Văn Vĩnh mặc dù biết công ty CNC đang điều hành đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô lớn nhưng đã làm ngơ, không ngăn chặn, xử lý mà còn ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho sai phạm. Chỉ sau 2 năm hoạt động, công ty CNC đã thu về gần 10.000 tỷ đồng. Hồ sơ điều tra cho biết Nguyễn Văn Dương đã hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng, Phan Sảo Nam được gần 1.500 tỷ đồng và cơ quan chức năng tạm giữ kê biên hơn 1.343 tỷ đồng. Nguyễn Văn Dương đã khai rằng lại quả cho tướng Phan Văn Vĩnh chiếc đồng hồ Rolex trị giá 7.000 đô la, 27 tỷ đồng, áo thuốc cho tướng Nguyễn Thanh Hóa trị giá 22 tỷ đồng và Tổng cục Cảnh sát 700 triệu đồng.